Chào mọi người nhá. Buổi tối sau khi khách đến nhà mình chơi chém gió, cài cho khách bao lâu mới được cái win XP mọi người ạ? Máy nó chậm, thế cài win XP mất bao thời gian liền? Được khách cho 50k mọi người ạ. Sửa một con cạc cỏ hết sức cỏ không còn chỗ nào để cỏ hơn. Thì cuối cùng mình đã được 50k, mất khoảng độ hơn một tiếng. Sau đó mình bóc hàng thì mình mới nhận được cái gói hàng này, chả biết của bạn nào mọi người ạ. 750Ti của Asus mọi người nhé. Phí ship 24.000 này. Không thấy con giấy giếc gì cả mọi người ạ. Có bọc qua một cái lớp chống sốc này thôi. Bọc qua một lớp chống sốc thôi. Thế xong rồi là gửi cho mình. Thì nhận hàng ấy thì kiểm tra sơ bộ thì mình cứ cắm vào kim điện này. Dòng loan 0,2 như vậy là chỉ có dòng của quạt thôi mọi người ạ. Chứ không có dòng của Vega rồi. Thôi, như vậy mình tháo ra, đo đạc và kiểm tra. Sau đấy mình sẽ sửa chữa nó, xem nó có nguồn gì mất nguồn gì nhá. À đây mình cũng đo được rồi. Con đồng hồ này của mình đang chập chờn hỏng kiểu gì ấy mọi người ạ. Vẫn lên mà chập chờn hỏng. Mình sẽ đo tạm vào con này nhá. Con này của mình dùng nhiều rồi, cái đầu nó bị gãy mọi người ạ. Thế mình mài đi. Rồi mài đi thì sẽ cắm vào cái kiểu mài đi thôi. Mình kim nhận đây nhá. Và mình đo này. Đầu tiên phải đo xem 12V nó ok chưa. Đây 12V đo 12,43 này. Giảm đi một chút mọi người nhá. Mười hai phẩy 24 này mọi người này. Rồi đi đo cuộn L này. Như vậy là mất điện áp GPU nhá. Cho lại mất tiếp này. Yên tĩnh hơn ở đây mọi người ạ. Mình sẽ đo lại nhá. Khá là vất vả với lại cuộc sống trong gia đình mình ấy. Đây như vậy là đang không có áp này. 12V thì khả năng tới đây rồi này. Cũng không phải. Thế là tới đây à? Hay tới đây? Mình vẫn lấy mát đúng không? Mát chuẩn chưa? Không, 12V này, 12V vẫn ok này. 12V nó phải tới đây rồi chứ. À không, 12V đây mọi người ạ. 12V ở đây, mình đo nhầm. Như vậy là đang mất nguồn GPU mọi người nhá. Mất cả nguồn RAM luôn này. Mất nguồn RAM luôn mọi người này. Rồi thì 1, 2, 3. Nguồn RAM, nguồn GPU. Như vậy thì PEC chắc cũng chưa có đâu. Chưa có đâu mọi người ạ. Và bây giờ mình sẽ xử lý cái khối nguồn GPU trước, xem nó như nào nhé. Dòng ngoài thì khá ít khi mất nguồn 5V mọi người ạ. 5V ok này. Và nó không có nguồn 1V8. Như vậy là mình sẽ xử lý nguồn GPU trước. Thế đi xe mọi người ạ. Thay đi xe thôi là chạy. 0,9V này. Và 1,6V. Dòng ngoài nó thế mọi người ạ. Mình đo toàn là 1,6V thôi. Cho mình cũng mặc kệ. Đo lại PEC nào. PEC 1.05 này. Ok mọi người nhé. Như vậy là đã đủ nguồn. Bây giờ gắn vào main test thử xem có ok không mọi người ạ. Tra lại keo mọi người ạ. Keo của khách là một loại keo đẻo mọi người ạ. Khả năng là trước khách mua, khả năng trước khách mua cái con này người ta tra keo nhưng mà keo không tốt, hoặc là khách tự tra lại, hoặc là bị long mất keo rồi nên là tra lại keo. Thì mình thấy keo khá là xấu, mình tra lại luôn cho khách rồi. Bây giờ gắn vào. Test thử xem ok chưa. Không biết mọi người sau khi dịch Covid qua đi mọi người có bị biến chứng gì không? À nó có để lại cho mọi người cái hội chứng gì không mọi người ạ? Mình thì mình thấy cái họng của mình yếu hẳn. Cái này mọi người quên cắm nó sẽ màu đỏ này. Cắm là nó chuyển màu xanh. Đó, 750 Ti của Asus là thế. 650 như cũng thế. Từ hồi mà mình bị Covid xong mọi người ạ, người mình yếu của gì ấy, cái họng yếu lắm. Hồi trước mình uống nước đá, uống bia thì cùng lắm cũng chỉ bị ho ho nhẹ vài cái thôi, không mức đau họng. Nhưng mà dạo này mình uống mỗi tí Coca thôi, họng nó cũng sưng vù lên mọi người ạ. Mấy hôm bắt đầu mới khỏi. Nuốt nước bọt cũng thấy đau. Xem nó nhận chưa mọi người nhá. Vega 750 Ti và Asus đó đang nhận rồi mọi người này. Con IC này nó cũng hơi khó chịu mọi người ạ, nên mình phải mua trước, mua sẵn vài con. Trước mình có một thời điểm mình không sửa được, mình không nghĩ chết IC nhưng mà nó lại chết IC mọi người ạ. IC khối nguồn cấp điện cho GPU mọi người ạ. Xử lý 3 pha cấp điện cho GPU. Chưa nhận này mọi người này, lâu nhận ghê. Đó, đã nhận 750 Ti mọi người nhé. Nhân tiện là bạn khách nào gửi cho mình thì nhớ comment lại nhé. Comment lại hoặc là nhắn tin trực tiếp cho mình để mình gửi lại nhé. Mình không biết là của ai gửi, không thấy ghi tên tuổi gì cả. Mọi người gửi hàng cho mình thì mọi người cũng nhớ ghi tên vào nhé. Ghi tên, ghi số điện thoại gì đấy để mình liên lạc lại. Khi mà mình nhận cái gói hàng mà nó không có thông tin mọi người ạ, thì mình khó mà liên lạc lại mọi người lắm. Kiểu như khi mà một ngày mình sẽ nhận khoảng độ, có ngày thì mình sẽ nhận được khoảng độ 4-5 gói hàng. Có ngày thì nhận được một gói thôi. Ví dụ như hôm nay mình nhận được một gói đấy, một gói này thì bạn này bạn ghi rõ này, Zalo Minh Hòa, mình sẽ tìm được bạn ngay. Còn bạn này không ghi nên là mình cũng không tìm được. Benmark thôi mọi người ạ. Mình đã cắm năng suất ra Vega rồi, năng suất DVI rồi. Xem thử nó chạy hết. Cái này ok, thì là mình đã có công sửa chữa, đã có tiền mua IC mọi người ạ. Mình cũng thời điểm ngày trước mình khá thích con 750 Ti, nó chơi khá nhiều game. Thời điểm PUBG PC ấy, người ta mới ra ấy, con 750 Ti là con gọi là con yếu nhất có thể chơi được PUBG PC. Tức là chơi PUBG PC ở cái mức low setting nha mọi người ạ, mức thấp nhất. Sau ấy là mình chơi bằng GX. Rồi thì 1060 là khá là ok, khá mượt, không phải mắc có gì. Nhưng mà 1060 trở lên thì ok á mọi người ạ. Mình đang tắt tiếng này mọi người sẽ không nghe tiếng của cái phần mềm này nó chạy đâu. Mình thử cắm tiếng rồi không nào. Cắm âm thanh vào. Đó, có tiếng luôn này. Mát mẻ hết mọi người ạ. 50 mấy độ thôi, 50 độ. Cái lỗi này mình gặp rồi nên mình xử lý nhanh mọi người ạ. Làm cái là được ngay. Trước mình gặp mấy con bị lỗi này như này rồi. Lần đầu lúc đầu tiên ấy thì tìm không ra lỗi đâu. Lệnh mở nguồn các thứ nó có hết. Thế nhưng mà nó chết IC mà. Lệnh mở nguồn ok, nguồn VCC cấp vào đầy đủ, đo các pha không bị pha nào chập cháy gì cả. Thế bước tới lại không có IC sẵn để thay thế thử. Thế là mình đặt IC về, mất lâu. Thế từ đấy mình đặt sẵn một vài con này. Còn vài phân cảnh nữa là sẽ kết thúc quá trình test. Trời thì không phải là quá lạnh đâu mọi người ạ, nhưng mà nhiệt mát lắm đấy. Có 57 độ rồi mọi người này. Không biết là nhảy đến 58 độ phát nào chưa, hay là đang tranh chấp vào 57 với 56. 58 rồi mọi người ạ, mình chơi nháy 58 mấy phát rồi. Như vậy là kết thúc nha mọi người nhá. Đó, nhiệt độ mắc 58 đây. Quá là mát luôn. Thời tiết của miền Bắc này thì đối với những người mà đào trâu Bitcoin hay là đào ETH đấy thì quá là mát mẻ luôn vào cái thời tiết này. Thôi mình sẽ kết thúc video tại đây. Mình đã sửa thành công một chiếc Asus 750Ti 2GB. Với cái lỗi của nó là lúc đầu mình cắm thì quạt nó quay nhanh nhưng mà không lên gì. Vỏ của một vị khách mà mình không ghi tên cho mình, thì bạn khách nào gửi cho mình gói hàng này thì inbox mình nhá, để mình có thể gửi lại cho bạn nhá. Cả các bạn đã ok rồi đấy. Cái lỗi này thì mình đã sửa khá nhiều lần và sau khi sửa mình thấy nó khá bền, khá ok. Cảm ơn mọi người đã xem dõi video của Like PC. Nếu thấy video hữu ích hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn cần sửa chữa thì liên hệ với mình qua phần mô tả của video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày vui.